Ủa? Gì vậy? Xin chào các bạn đã đến với chủ chương trình Home trong nhà, ngoài phố. Hỏi nhanh, đáp đúng, nhận ngay 500k tiền mặt cùng Home Credit. Khoản tiền nào sau đây được coi là thu nhập không thường xuyên? B. Là... nhận được tiền rơi. Chưa chính xác. Cách nào sau đây được gọi là thu nhập? B. Câu B. Trong những hoạt động sau, hoạt động nào tạo ra thu nhập chủ động? B. Chưa chính xác rồi. À, rồi. À mới là đúng. Sao mới đầu không nói vậy đó? Sản phẩm nào sau đây là sản phẩm của Home Credit? A. Câu A. Thứ nào sau đây được gọi là tài sản? Trái tim thương thì mình có rồi. Mình sẽ chọn câu B ạ. Hoàn toàn chính xác. Sức mạnh của nội tại không phải là câu trả lời chính xác rồi. Cái ngày gì vậy trời? Ngày vui hay ngày buồn đây? Và kết quả là xin được chúc mừng hai bạn đã nhận được 500.000 đồng tiền mặt. Ta-da, đây là món quà dành cho bạn, là một chiếc túi vải rất là dễ thương. Hy vọng là bạn sẽ dùng nó đi muôn nơi. Nhớ là follow Home Credit nha.